Hàn Quốc, lo ngại người nổi tiếng chơi ma túy rồi trở lại showbiz. Sự trở lại của những người nổi tiếng từng chơi ma túy đang được coi làm giảm nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tội phạm ma túy tại Hàn Quốc. Những người nổi tiếng từng vướng vào bê bối ma túy đang có xu hướng quay trở lại làng giải trí. Điều này gây lo ngại không chỉ trong giới nghệ sĩ mà còn trong xã hội Hàn Quốc. Xu hướng này đang tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại, cho thấy thậm chí người phạm tội ma túy cũng có thể quay trở lại nghề nghiệp của họ. Trong bối cảnh gia tăng tội phạm liên quan đến ma túy, sự trở lại của những người nổi tiếng này đang được coi làm giảm nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tội phạm ma túy tại Hàn Quốc. Gần đây, G-Dragon còn bị buộc tội liên quan đến ma túy theo luật kiểm soát ma túy tương tự. Đại diện pháp lý của G-Dragon đã phủ nhận những cáo buộc này nhưng dự kiến sẽ có cuộc điều tra sâu hơn. Tất cả những vụ việc này đã khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng và lo ngại về sự gia tăng tội phạm ma túy trong xã hội. Vụ bê bối này không chỉ dừng lại ở mức được cảnh sát và hệ thống pháp luật điều tra, mà đã lan rộng vào các diễn đàn quốc hội thảo luận. Trong quá trình thanh tra quốc hội tại quốc hội, đã có những thảo luận về việc cấm những cá nhân này xuất hiện trên các chương trình phát sóng. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, hiện tại không có quy định nghiêm ngặt nào trong luật phát thanh truyền hình quy định những lệnh cấm như vậy ở Hàn Quốc. Quyết định đình chỉ sự xuất hiện trên sóng của những nghệ sĩ giải trí có liên quan đến ma túy thường do chính các công ty phát sóng đưa ra. Một lập luận chống lại việc cấm những người nổi tiếng phát sóng là nó cản trở quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp của họ và có thể xâm phạm các quyền cơ bản. Mặt khác, một số người cho rằng Điều 5, đoạn 4 của đạo luật phát thanh truyền hình, trong đó nêu rõ rằng việc phát sóng không được khuyến khích các hành vi tội phạm hoặc vô đạo đức, tạo cơ sở cho việc ủng hộ các lệnh cấm xuất hiện trên truyền hình. Mối lo ngại về việc tội phạm ma túy ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc, kết hợp với ảnh hưởng đặc biệt của những người nổi tiếng, đã dẫn đến những lời kêu gọi cần có những quy định chặt chẽ hơn. Năm 2023, khoảng 12.700 tội phạm ma túy đã bị bắt giữ, vượt con số năm ngoái. Hàn Quốc từng nổi tiếng với tỷ lệ sử dụng ma túy thấp, hiện đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng tội phạm liên quan đến ma túy. Mặc dù dính líu đến tội phạm ma túy, nhiều người nổi tiếng vẫn tìm cách quay trở lại làng giải trí. Điều này cho thấy có thể ngành giải trí còn thiếu nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tội phạm liên quan đến ma túy. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp rõ ràng và chắc chắn đối với những người nổi tiếng dính líu đến tội phạm liên quan đến ma túy, cũng như các quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng phổ biến tội phạm ma túy. Sự đối mặt với bê bối ma túy ở Hàn Quốc đang thúc đẩy cuộc tranh luận về việc cân nhắc việc thay đổi các quy định hiện hành để đảm bảo rằng người nổi tiếng không chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình mà còn đóng góp vào việc ngăn chặn sự gia tăng tội phạm ma túy trong xã hội. Tin tức trên đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và